Thua to. Mặc áo có cổ chứ ai mặc cái áo. Con người mấy chục triệu tiêu tiền chưa này? Mấy chục tiền? Này cảm ơn quần áo. Cảm ơn bố. Chào công chúa của anh. Đang làm. Không biết đấy rồi à? Xuống tí rồi lên đi. Đang đông khách. Dạ. Anh lên chơi được không? Tí chuyện phải nhá. Nàng đi qua khiến tôi chết lặng. Một đôi cầu nàng ơi, tôi em lâu nay cho anh được nắm tay. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ, mang tiền về. Alo mẹ à? Dạ. Nay mẹ có đi làm không? Có. Chị con về quê mẹ có cần con mua gì không? Dạ. Không bằng. Vâng. Nếu không có mẹ, con chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Nhưng nếu có mẹ, con trở thành thằng chạy xe ôm. Con muốn kiếm được tiền từ hình ảnh, kiếm được tiền từ âm thanh. Tất cả đều là do sinh mẹ đẻ. Tuy có hơi vất vả, nhưng truyền cảm hứng được cho rất nhiều người. Con rất là quý họ và hy vọng rằng họ cũng quý con. Tiền con kiếm là tiền lương thiện, đem sức lực ra làm phương tiện, đem tiền về cho mẹ, đem tiền về cho mẹ. Đúng là con trai của ta. Ôi ôi giống rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã quay trở lại video mới nhất của Xế Tuyển. Hôm nay là một buổi cuối cùng của năm 2021. Tiết trời hôm nay khá là mưa phùn. Và hôm qua mình có nhận được một chuyến xe, đó là mua cái đơn thuốc trở về thành phố Nam Định. Và nhân cái chuyến xe này thì mình cũng gọi là về qua nhà một tí, tiện là mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Ok, thì chúng ta bắt đầu điều hướng lên phố. Cái đơn thuốc cái mình mua ở trên phố cơ. Thì hiện tại mình đang có một chuyến xe rồi này, là đi phố Bảo Khánh. Ok, chúng ta còn đi cái đơn không? Let's go. À, gì nhỉ? À, dạ. Đơn này ứng tiền đúng không? 260.000. Anh gửi nhá. Em cảm ơn ạ. Đây, cảm ơn. Một đơn giao bánh gạo Hàn Quốc. Ok, đi chuyển nhanh thôi. Đây là khách sạn gì cả. Vâng, vâng. Ok. Thời tiết Hà Nội mấy nay vẫn lạnh anh em ạ. Và khả năng là vẫn duy trì vài ngày tới. Lạnh thì cũng được, nhưng mà chỉ mong là đừng có mưa là được. Mưa thì khổ mọi đường. Bao nhiêu tiền đấy? Có anh 320.000. Anh có tiền trả lại em? Không, không. Em không đủ. Này là anh 20.000. Vâng. Em thử nhé. 42.000, ngon luôn. Từ ngày có cái app Grab rất là tiện anh em ạ. Ví dụ như mình từ Hà Đông này, nếu mà lẽ ra là hôm nay mình lên phố Bạch Đằng mấy thuốc, thì nếu mà không có Grab thì mình sẽ đi không lên, thì nó tự dưng nó kiểu nó phí quãng đường đi ấy. Thế là tự dưng có app Grab này bật lên là mình điều hướng lên là tự dưng được 42.000 tiền xăng, ngon luôn. 42.000 xăng thì cũng gần về đến tỉnh Nam Định đấy. Tôi là đa dạng sinh học, tôi không phải là thuốc. Đa dạng sinh học là gì? Không hiểu. Ok, di chuyển luôn nào. Đi về nhà, đi về nhà.
Vâng. Để cháu gửi. Vâng vâng, cháu cảm ơn nhá. Vâng. Ok. Chúng ta đã nhận xong nhiệm vụ. Và giờ sẽ là đi giao về thành phố Nam Định yêu dấu của chúng ta. Hành trang hôm nay mình mang về đó chính là một cái túi Gojek đựng đồ. Bên trong có một bộ áo mưa. Bên lại là cái này là cái gì đây? Cái này là cái trà hôm trước mình đi Tà Xùa thì mua về cho bố mình uống, thanh lọc cơ thể, cải thiện. Thế thôi. Còn lại là mang tiền về cho mẹ. Ngáo mẹ rồi anh em ơi. Giờ mình lên nhà bà chị gái lấy đồ gửi về quê nữa. Mỗi lần về quê là bà ấy mua một đống đồ mang về. Ủa, cụ tè đấy nhỉ. Thế giờ rồi. Đây, mình biết này. Trời ơi. Trời. Mình tiền nó tách đây nhá. Ok, về đây. Quả mít này nặng phết, chắc là 10 cân. Tối qua thì mình cũng có mua một quả mít để giải cứu bà con nông dân ở chỗ đường Nguyễn Xiển ấy. Tình cờ thì có nhà báo đang đứng đấy. Thế nào người ta chụp ảnh luôn. Ok, về nhà thôi. Đêm 30 pháo rừng trời đầy. Ở ngoài kia người ta gia đình đoàn viên, ai cũng đang đón chào xuân rồi. Nay tha phương chỉ một mình con, xuân năm nay mẹ ơi con cùng không về nơi quê nhà, mẹ cha đừng chờ mong. Trời Tây đến ngày 30 rực pháo nơi nơi ai cùng đón mừng, nơi quê nhà đang nhộn nhịp vào xuân. Hello bạn nhỏ. Gì? Đứa gì? Mèo. Đây mèo của nà. Ui mèo à. Mèo mèo mèo. Ủa càng to đấy nhỉ. Nào. Chơi ngoan nhé. Kêu cái gì? Tớ đã chơi à? Bạn kia bạn đi ngoan đấy mà. Anh có hay thả đâu? Có, không thả nhưng mà lần đấy mấy khi lại xuống ăn rồi chứ gì. Không cho ăn đâu. Nhưng mà nó cao trong sắt. Béo lắm không? Có khi nó toàn toàn hông chanh của ấy là không phải béo. Thế á? Ừ. Ồ, vãi lên. Con thích con này hơn. Rồi thì con này nó hay ăn chanh nên là béo không? Béo, mắt tay thật. Chút này toàn đi. Dạ. Nhà nhỉ. Biết là toàn đi. Ở đây chơi mai không về. Thôi tiến về luôn. Đi. Tiến về luôn. Two thousand years later. Đi về với anh không? Nhanh tỏ quá, không nhận ra. Đây là hai con bé nhỏ nhà mình. Và nằm bên nó. Thôi đi về đây. Nhớ lúc nào cũng trả lại một con đấy. Giả lại một con á? Giả lại không? Suốt ngày dọn mệt. Hôm nào bắt về một con nha. Thôi em đi về đây. Anh chị nghỉ nha. Thôi, em về qua nhà tí. Ông con mua được không? Ông đi chút ngày đi.
Đây, cái mèo to này. Được. Được. Ừ. Có bắt được không? Ăn được. Cái đồ nó trắng lắm. Sao nó béo cô? Con này mấy cân à? 9 cân rồi. Ừ. Mèo này phải mấy đĩa. Mà con này béo phì rồi. Nó béo như lợn đấy. Khổng lắm, đòi ăn suốt ngày. Suốt ngày, không cắn đâu. Nói không cắn. Này. Ô cho nó ăn gì đây? Ăn hạt à? Ăn hạt, cũng ăn hạt à? Ăn hạt. Trời. Tiếng ngồi, béo phì. Chào hai bạn nha. Nghe nói là con gái thích uống mặc xỉu lắm đấy này. Không biết có phải không? Bom đơn à? Đi phà từ Hà Nội về Nam Định thì bom đơn thì chết. Nghe máy đi em ơi. Alo Thảo à? Vâng. Anh đang ở dưới rồi. Ok. Cứ tưởng cho nèo cây thôi. Tránh đủ vào chơi bạn trai tí nha. Bạn trai làm tóc ở đây. Chào công chúa của anh. Anh em đi lên luôn. Gì? Sao ấy? Đang làm. Không biết vậy rồi à? Đang làm. Bận bậy cả. Đang đông khách. Dạ. Anh lên chơi được không? Anh em đi lên làm khách tăng nội. Dạ. Về quê luôn à? Cái gì? Em về quê luôn à? Ờ, có về quê với anh không? Thấy ấm đấy. Nước. Cái bận lộn quá đây. Quê em 30.000. Chuyển khoản đó. Chuyển khoản á? Chán quá anh ạ. Định rủ em đi ăn tối nhưng mà anh lại không ăn thịt chó. Thôi, giờ về quê anh em ạ. Giờ về quê qua nhà một tí. Nếu mà tối mình hẹn bạn ấy đi chơi được thì mình sẽ quay cho anh em xem. Ok, di chuyển thôi. May quá âm tính rồi. Rồi, cứ phải test trước cho chắc anh ạ. Đây. Anh chắc hôm nay đây có 3 cái áo len. Của mình một cái, của bố một cái, với của anh Trường một cái. Đây là cái thuốc lá mình mang về. Còn bao sữa này là của chị gái mình gửi cho bố mẹ. Ok, thôi giờ mình sẽ đi cắt tóc đã. Tóc khá là dài rồi. Mình chỉ thích cắt tóc ở quê thôi. Ok. Đẹp trai không? Đẹp trai, khoai to. Nói lộ hết bây giờ. Chưa đi vào khoai to rồi. Sao biết khoai to? Đâu cái áo của Trường rồi? À, trong đây ạ. Màu gì? Màu xám á. Mẹ có bảo này. Mẹ ơi. Mẹ. Con gửi mấy chục triệu tiêu hết trước này. Sao mày mặc gì nó bé mà sao nhìn nó rộng ấy? Nó to. Nó to.
mặc áo bó cổ chứ ai mặc cái áo. Mẹ. Quay phục. Để làm gì đây? Mẹ ăn Tết. Không phải mấy triệu. Cho mặt thôi. Mặt chưa? Này cho bánh mấy triệu Tết này. Không. Này. Này cho mua quần áo. Con cho bố. Lấy đồ đi, đi Hà Nội chú. Không về đâu, bây giờ đi. Ờ, học với nhà. Viết chữ nắn nót vào, thằng này có đi cùng không? Đi. Đi à tay. Vâng, con có dây rồi. Được ạ. Có những câu một tiếng nhiều người nào. Cứ đi nhá. Dưới đầu á. Dưới đầu á. Đầu á nó giết người á. Con đi đỏ à. Đi à. Đi em mày bán nhá. Ok, 7 giờ tối. Cuộc sống đôi khi quá bận rộn, chỉ cần về nhà và ăn bữa cơm gia đình, sau đó lên đường thôi nhau. Và mình nghĩ là mình vẫn còn may mắn, rất là nhiều người là còn có thể thoải mái về quê được. Có những người không thể về quê được vì rất nhiều lý do. Với lại là nếu anh em đi làm có vất vả khó khăn gì thì nếu mà về quê thì cố gắng là mang một chút tiền về để biếu bố mẹ nhỉ. Hồi xưa thì mình không để ý mấy cái đấy đâu, nhưng mà từ hồi mình đi làm ấy, mình lớn dần biết suy nghĩ ấy. Mỗi lần về đợt nào mà nhiều tiền ấy, thì biếu bố mẹ 1-2 triệu, còn không mà ít thì cũng phải biếu 500-700, với lại mua ít bánh cho các cháu nữa. Dù gì thì có tiền bạc thì vẫn hơn nhỉ. Yeah.